mà thầy hướng dẫn các em đó là cái plugin tên là jQuery Lightbox. Đây các em, jQuery Lightbox. Khi kích vào đây gái thì nó phun cái ảnh to lên đây này, chưa? Phun ảnh to lên. Đó, ảnh to lên. Bây giờ người ta muốn dùng nó đào về lên GitHub hoặc là nó có download ở đâu đây này. Đâu nhỉ? Get status install. Đây là phiên bản mới rồi đúng không? Phiên bản mới rồi. Cũng hơi khó đấy. Grab. Nó có cái Lightbox 2 file, một file CSS và một file jQuery đó, có hai file. Mình nhúng vô được em. Rồi bây giờ thầy down thử nhá, down về nào, nó đâu rồi nào. Getting status. Đây là nó download với cái latest đây các em. Version 2 đây, version 2 đây này. Chúng ta click vào cái file nào mình muốn download á, đúng không? Phải zip file ra thì các em đây này. Cái này thầy sẽ gửi lên, tí nữa gửi lên trên cái dự án luôn cho dễ các em đỡ phải cái thằng đó. Rồi. Trong cái đây 7 này, code này thầy tạo ra một thư mục là gọi là plugin đó, gọi là plugin. Mình paste vào đây thôi. Sau đó chúng ta bắt đầu vào đây, chúng ta giải nén nó ra các bạn, giải nén cái thư mục ra chúng ta thấy có gì nhé. Hiển thị thư mục download này. Rồi giải nén ra xem thử đã. Kích chuột phải lên, extract here. Xóa cái thằng gốc đi cho đỡ hơn nặng. Đây nó có cái example là cái này các em. Đấy. Chưa? Example. Bây giờ chúng ta sẽ xem đó. Các em khi mà muốn xem một cái gì đó các bạn để ý này, chúng ta mở cái file này ra người ta dùng như thế nào đúng không? Đây. Đầu tiên mình nhúng một cái file Lightbox này. Và cái file jQuery của nó này, đây này các em này. Sau đó dùng HTML thì dùng ở đây chưa? Đấy, thì bây giờ thầy sẽ cũng nhúng vào. Như vậy là cái plugin này chúng ta sẽ cần phải lấy cái jQuery, đây là game này, jQuery của nó này, cái file này này. Và cái CSS cho thằng lấy cái này. Đó. Các bạn có thể copy nó ra ngoài ngoài cùng này chúng ta đưa vào đây cũng được nhé, nhưng tại vì thầy muốn chia ra plugin này để sau này chúng ta gì ạ? Chúng ta trong một dự án có nhiều plugin em hiểu không nhỉ? Mình nhúng thế này cũng được. Ok. Bây giờ nhúng nha, bây giờ thầy hướng dẫn nhúng này. Thầy tạo ra một cái file mới, file tên là lightbox.html. jQuery. Rồi, HTML mình thì phải nhúng thôi nha. CSS trước em, chúng ta vào thư mục plugin này. Lấy cái file, đi vào thư mục của nó luôn này, sau đó lấy cái file đích nữa. Ôi nhiều quá, thôi kệ đi, xong sao. Lightbox.min cho nó nhẹ em. Thứ nhất, nói chung làm sao ta nhúng cái file này vào đây được, nhúng cho đúng được. Script này. Rồi, src plugin jQuery, rồi dict js. Đó. File này game này, file này này. File này chứ nhỉ. File này. Ok. Rồi bây giờ chúng ta có cái div ở ngoài, div đi. Cái này dễ rồi. Bây giờ chỗ này có mấy cái ảnh ấy nhá. Phải có thẻ A các em. Thẻ A nhá. Ở dưới này bắt đầu mới có ảnh này. Đó, img đây. Img chúng ta lấy cái ảnh trên mạng về cũng được. Ok, lấy luôn ảnh này của nó đi nhỉ. Copy link location đây này. Đó. Nó. Ok, trên mạng thôi các bạn. Đặt width cho nó bé bé đi.
100 thôi, thấy chưa? Rồi. Cái này thì không vấn đề gì nhá. Đây. À, bây giờ đó, khi click lên đây này, chúng ta đưa cái ảnh vào đây, đưa cái ảnh vô href này. Có nghĩa là khi click vào đây nó đi đến cái link ảnh, đúng không ạ? Em hiểu không nhỉ? Link ảnh như này này nhá. Nhưng bây giờ mình không muốn nó hiện thị kiểu này mà mình muốn nó nổi lên, hiểu không nhỉ? Nó nổi lên, nó đừng có hiển thị cái này, nổi lên. Ngay tại trang này nổi lên. Thì á, chúng ta có để ý các bạn chỗ cái example của nó đây này. Đâu rồi? Chúng ta phải xem nó có cái gì đặc biệt, đúng không ạ? À, nó có cái đích đi luôn trong này luôn này. Example đây các bạn này. Các bạn nhìn nó có cái data lightbox, được chưa? Data lightbox. Đúng mỗi cái này thôi các em, đúng mỗi cái này thôi là quan trọng thôi, mấy cái khác không quan trọng đâu. Data lightbox chỗ thẻ A đó, đây này. Data box bằng cái gì đó. Một bằng cái gì cũng được hết á, nó không nhất thiết phải là một cái gì đó mà phải một cái từ là được, chưa? Các em thấy nó nổi lên đây rồi, đó, nó nổi lên đây đó. Đấy. Đó, nó chỉ cần thêm data lightbox thôi. Cái này xuất hiện nhá, khi nhúng cái jQuery này vô các em này thì nó mới xuất hiện cái này, còn bình thường HTML làm gì có thuộc tính này, đúng không? Không có, HTML chỉ có class name rồi ID rồi là gì đó thôi, đó, title thôi, không có này. Chỉ có nhúng cái này vô thì tự động nó sẽ tự động nó xuất hiện cái này, mình có thể thêm vào như này được. Rồi, cái data này có cái tác dụng này này. Thầy copy cái nữa đi, cái ảnh nữa đi. Đây thẻ A nhá, các em nhớ thẻ A đó. Đưa cái link ảnh hai chỗ đó. Và thay luôn cho nhanh. Đây các bạn này, khi thầy click lên đây á, thầy có nút next ở đây này. Đó là di chuyển sang cái tiếp theo, đúng không? Cái tiếp theo. Rồi. Nhưng mà gì ạ? Nếu như thầy để cái data lightbox này thành 2 đi, khác đi. Thì nó khác các em, mình không di chuyển được, mình không thể di chuyển được cái này, không có cái nút next nữa nhá, nút next nữa. Đó, mà hai thằng khác nhau. Vậy thì cái data lightbox đó chính là cái nhóm, đúng không ạ? Cái nhóm mà các bạn muốn cho cái gallery đó vào cùng một nhóm nào đó thì chúng ta nó next next nó tới cái đó. Cùng nhóm này thì nó tự động nó tạo. Ở đây các em để ý, cái ảnh của thầy nó bé quá nên là nó gì ạ? Nó không to được. Các bạn nên copy cái ảnh to lúc nó zoom lên đây luôn này cho nó nhanh này. Sao chép bị gì ảnh ấy? Copy ảnh to này luôn. Rồi. Thêm cái nữa nào, cái to này nào. Thay cái này thành cái vuông này đi. Okay. Rồi đây nhá. Đó, nó to, yeah, nó to. Ảnh bản chất ảnh to nó mới zoom to được nha các bạn nhé, để ý vậy. Next lùi rồi, ok. Đây nó lại một lần này, chúng ta đào cái jQuery lightbox về xong rồi nhúng cái file làm thế nào đó đưa vào project của mình để nén ra, nhúng cái file min của nó là một cái file jQuery lightbox black, sau đó dùng thẻ A trong href đó chính là đến cái đường link cái ảnh gốc, đúng không? Ảnh to. Còn cái img là cái để mình nhìn thấy trên này thôi. Thậm chí giữa này là cái chữ gì đó cũng được. À, không quan trọng các em, chữ gì đó không quan trọng nha. Kích vào đây nó vẫn hiện như thường. Bởi vì bản chất á, bản chất là nó nổi cái gì ạ? Nổi cái href này các em này, href này. Các em hiểu không? Bản chất href này. Còn chỗ này chẳng qua để mình nhìn cái ảnh hay cái chữ gì đó thôi nha. Click vào cái ảnh đó thôi cho nó trực quan, hiểu không ạ? Rồi ok, bây giờ các bạn thực hành cái này cho nó tốt.